Các cuộc đàm phán giữa Ukraine và Nga hôm 29 tháng 3 tại Istanbul cho thấy những tiến bộ quan trọng nhất từ trước tới nay. Phía Ukraine nói họ ngỏ lời chấp nhận một tình trạng trung lập để đổi lấy những đảm bảo an ninh. Đề nghị được đưa ra tiếp sau cuộc họp trực diện đầu tiên với Nga sau gần 3 tuần lễ. Ukraine nói sẽ không gia nhập các liên minh quân sự hay cho lập các căn cứ quân sự tại nước mình, nhưng đề nghị rằng an ninh của họ sẽ được đảm bảo bởi điều khoản tương tự điều 5 của NATO về phòng thủ tập thể. Kiev nói Israel và các thành viên NATO như Canada, Ba Lan và Thổ Nhĩ Kỳ là những nước có thể giúp cung cấp những đảm bảo an ninh đó. Đề nghị của Ukraine cũng bao gồm thời hạn tham khảo trong 15 năm về tình trạng của bán đảo Crimea vốn đã bị Nga sáp nhập. Nhưng những việc này chỉ có hiệu lực sau một cuộc ngừng bắn hoàn toàn. Để thỏa thuận này có hiệu lực và để tất cả các bên đồng ý, cần phải có hòa bình toàn diện trên lãnh thổ Ukraine, không có binh sĩ nước ngoài, tất cả phải rút về hết. Đề nghị của chúng tôi chưa được phía Nga chấp nhận, chúng tôi mới chỉ truyền đạt cho phía Nga hôm nay. Chúng tôi đưa ra lập trường chính thức của mình và chờ câu trả lời của họ. Truyền hình Ukraine tường thuật cuộc đàm phán trực diện tại Istanbul bắt đầu với một màn chào hỏi lạnh lùng. Tuy nhiên, việc tiếp tục các cuộc hòa đàm được xem là một bước quan trọng tiến tới ngừng bắn. Phía Ukraine tin là những đề nghị mới này đủ để đảm bảo một cuộc họp giữa Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Nga xác nhận sẽ giảm hoạt động quân sự xung quanh Kiev và Chernihiv để tạo điều kiện cho đối thoại. Tất cả các việc này diễn ra chỉ vài giờ sau khi một rocket Nga bắn trúng một tòa nhà hành chính khu vực tại Mykolaiv sáng sớm ngày 29 tháng 3, giết chết ít nhất 3 người và làm bị thương nhiều người khác, theo nhà cầm quyền địa phương. Video cho thấy một lỗ lớn bên hông tòa nhà. Mykolaiv nằm trong số những thành phố cảng phía nam trên tuyến đường mà Nga muốn lập hành lang trên bộ dẫn đến Crimea. Thành phố Mariupol bị oanh kích nặng nề cũng cùng chung số phận. Nga gọi hành động của họ tại Ukraine là một chiến dịch quân sự đặc biệt, được thiết kế không nhằm chiếm lãnh thổ mà để hủy diệt khả năng quân sự của nước láng giềng và bắt những người bị Nga xem là theo chủ nghĩa dân tộc nguy hiểm. Phương Tây nói Nga phát động một cuộc chiến tranh phi lý. Nga ngày 29 tháng 3 hứa sẽ giảm mạnh hoạt động quân sự chung quanh thủ đô Kiev của Ukraine và thành phố Chernihiv ở phía Bắc, một dấu hiệu rõ ràng nhất về tiến bộ tiến tới thỏa thuận hòa bình. Thứ trưởng Quốc phòng Alexander Formin đưa ra lời hứa chính thức này sau những cuộc thảo luận giữa phái đoàn hai nước tại Istanbul. Nhằm gia tăng sự tin tưởng hỗ tương và tạo điều kiện cần thiết cho những cuộc thương thuyết thêm và hoàn thành mục tiêu tối hậu là thỏa thuận và ký thỏa thuận, một quyết định đã được đưa ra để giảm đáng kể hoạt động quân sự về hướng Kiev và Chernihiv. Ông không đề cập đến phần phía đông và phía nam Ukraine, nếu các lực lượng Nga cũng đang tiến hành những cuộc tấn công lớn, nhưng đang vất vả tiến lên. Trưởng đoàn thương thuyết Nga Vladimir Medinsky nói, đây là một trong hai bước Moscow thực hiện để xuống thang cuộc xung đột đã kéo dài 34 ngày. Ông nói, bước kia là Nga sẽ đồng ý với một cuộc họp giữa Tổng thống Vladimir Putin và Tổng thống Volodymyr Zelensky diễn ra đồng thời nếu và khi có một hòa ước được hai bộ trưởng ngoại giao ký tắt. Trước đây, Moscow nói, cuộc họp Tổng thống chỉ có thể diễn ra ở một thời điểm sau đó. Các nhà thương thuyết Ukraine nói họ ngỏ ý chấp nhận tình trạng trung lập để đổi lại được đảm bảo an ninh. Có nghĩa là Kiev sẽ không gia nhập liên minh quân sự hay để cho nước ngoài lập căn cứ quân sự. Những đề nghị này sẽ được cứu xét trong tương lai gần, báo cáo cho Tổng thống Putin và chúng tôi sẽ trả lời. Ông Formin nói, Nga cũng kêu gọi Ukraine chớ làm điều mà ông gọi là tra tấn các tù binh Nga. Ukraine kiểm tra các tin tức liên hệ đến việc đối xử tù binh và sẽ có những hành động pháp lý phù hợp nếu binh sĩ có tội về bất cứ vi phạm nào, theo lời Phó Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Ukraine nói ngày 29 tháng 3. Cùng ngày 29 tháng 3, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tuyên bố không thấy dấu hiệu thực sự nghiêm chỉnh của Nga theo đuổi hòa bình sau khi xâm lược Ukraine và nói thêm là Moscow phải ngừng xâm lược và rút quân. Ukraine đang chiếm lại lãnh thổ tại Irpin, Kiev và khu vực Kiev, theo lời một chỉ huy quân đội Ukraine loan báo ngày 29 tháng 3. Trong một cuộc phỏng vấn với Reuters, ông Oleksandr Syrsky nói
gần 95% ở bên đã trở lại dưới quyền kiểm soát của Ukraine. Lãnh thổ chúng tôi hiện kiểm soát lớn hơn lúc bắt đầu cuộc xâm lược, không chỉ Kiev và vùng Kiev. Chúng tôi hiện đang trên các biên giới hành chính của vùng Chernihiv và Zhytomyr. Tuy nhiên, quân đội Ukraine vẫn còn cần trợ giúp về vũ khí. Chúng tôi sử dụng hàng ngàn tên lửa mỗi ngày và rõ ràng chúng tôi cần giúp đỡ với việc tái cung cấp hệ thống phòng không, hệ thống chống tăng, pháo binh và nhiều hơn nữa. Ngày 29 tháng 3, Nga hứa giảm bớt các hoạt động quân sự chung quanh Kiev và Bắc Ukraine như là một bước xây dựng lòng tin, trong một dấu hiệu rõ ràng nhất về tiến bộ đi đến thương thuyết chấm dứt chiến tranh. Hơn một tháng xảy ra cuộc tấn công lớn nhất vào một nước châu Âu sau Thế chiến thứ hai, hơn 3,9 triệu người Ukraine đã ra nước ngoài tị nạn, hàng ngàn người bị giết và bị thương, và nền kinh tế Nga tuột dốc vì những chế tài. Tổng thống Joe Biden thảo luận về việc Nga xâm lược Ukraine và vai trò của Trung Quốc tại Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương với Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long tại Tòa Bạch Ốc ngày 29 tháng 3. Hai nhà lãnh đạo họp tại phòng bầu dục và sau đó đưa ra phát biểu tại một cuộc họp báo chung. Ông Biden nói, Mỹ ủng hộ việc thi hành chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, dù hiện đang chú ý đến châu Âu trong cuộc xung đột Nga-Ukraine. Ngay cả khi chúng tôi đang giải quyết cuộc khủng hoảng tại châu Âu, chính quyền của tôi ủng hộ mạnh mẽ tiến tới việc nhanh chóng thi hành chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Trước cuộc họp, một giới chức cao cấp cho hay Mỹ hài lòng với quyết định của Singapore áp đặt chế tài và kiểm soát xuất khẩu lên Nga vì nước này xâm lược Ukraine trong tháng qua. Nga gọi hành động của họ tại Ukraine là một chiến dịch quân sự đặc biệt được thiết kế không nhằm chiếm lãnh thổ mà để hủy diệt khả năng quân sự của nước láng giềng phía Nam và bắt giữ những người mà Nga xem là theo chủ nghĩa dân tộc nguy hiểm. Chúng tôi lẽ dĩ nhiên cũng sẽ trao đổi quan điểm về Ukraine và ý nghĩa của vấn đề này đối với khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Singapore hy vọng là Mỹ, giữa tất cả những bận tâm, sẽ tiếp tục làm sâu rộng thêm các quan hệ với các nước ở châu Á-Thái Bình Dương, chắc chắn là có Trung Quốc, nhưng cũng với các nước khác bên cạnh Trung Quốc. Singapore là một trung tâm tài chính và thương mại quan trọng và quan tâm tới kế hoạch của Mỹ về khung kinh tế Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tại khu vực mà Washington nói vẫn là ưu tiên chính dù có cuộc khủng hoảng Ukraine. Chính quyền ông Biden đã loan báo một chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương vào tháng 2, trong đó Mỹ cam kết thêm các nguồn lực ngoại giao và an ninh trong khu vực để chống lại điều mà Mỹ gọi là nỗ lực của Trung Quốc thành lập ảnh hưởng trong vùng. Ông Biden đáng lẽ tổ chức thượng đỉnh 10 nước thành viên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á mà Singapore là một thành viên trong tuần này. Nhưng thượng đỉnh bị hoãn lại vì không phải tất cả lãnh đạo có thể tham dự từ ngày 28 đến 29 tháng 3, theo loan báo của Tòa Bạch Ốc. Chuyến đi của ông Lý diễn ra sau khi Phó Tổng thống Kamala Harris, Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin và Bộ trưởng Thương mại Gina Raimondo thăm Singapore vào năm ngoái. Một lần nữa, các đường phố Thượng Hải vắng tanh, không bóng người. Hơn 2 năm kể từ khi đại dịch Covid bùng phát, trung tâm tài chính của Trung Quốc trở thành một trong những nơi bị phong tỏa gắt gao nhất. Phong tỏa hai giai đoạn được chính quyền địa phương loan báo vào cuối ngày 27 tháng 3. Qua việc đóng cửa các cầu và đường hầm, những hạn chế hầu như chia Thượng Hải làm hai dọc theo sông Hoàng Phố. Trong vòng 9 ngày, nhân viên y tế trong trang phục bảo hộ tiến hành xét nghiệm Covid tại thành phố đông dân nhất nước, hiện đang chật vật chế ngự các ca nhiễm, lại một lần nữa bị buộc ở nhà. Loan báo này là một số người sững sờ. Sinh viên bậc tiến sĩ Marek Narosniak nói, ông thức dậy, phát hiện xung quanh khu nhà bị rào chắn. Trong khi, nhiều người trong thành phố 26 triệu dân có chung nỗi thất vọng với ông Marek. Nhiều người khác lên tinh thần như bà Thua Khơ, 30 tuổi. Tôi nghĩ chúng ta nên bình tĩnh và đối phó với việc này một cách tích cực. Có thể vẫn còn kéo dài một thời gian. Do đó, tốt hơn hết là đối mặt với một thái độ tích cực. Và để cho dịch bệnh này qua đi càng sớm càng tốt. Hãy để Thượng Hải trở lại nếp sống cũ càng sớm càng tốt. Các ca nhiễm tại Thượng Hải còn khiêm nhường theo tiêu chuẩn toàn cầu, với 96 ca có triệu chứng vào ngày 28 tháng 3. Tuy nhiên, thành phố đã trở thành vùng đất thử nghiệm cho chiến lược Zero Covid của Trung Quốc trong lúc nỗ lực khống chế Omicron. Hôm 28 tháng 3, Thượng Hải tiến hành hơn 8 triệu xét nghiệm tại trên 60.000 trạm trên khắp các quận bị phong tỏa.